Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Vợ tìm đến khách sạn để bắt gian, sửng sốt vì thấy người ở cùng chồng, đòi ly hôn ngay lập tức. Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng êm đềm của người phụ nữ trẻ có tên Tô Mỗ Huệ, Trung Quốc bất ngờ rơi vào bi kịch. Gặp lại bạn học cũ tên Hà Mỗ Quân tại nhà máy điện tử, nơi cả hai cùng làm việc, cô Tôn không ngờ đó lại là khởi đầu cho cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Từ những cuộc trò chuyện xã giao ban đầu, cô chủ động theo đuổi Hà Mỗ Quân dù nhận thấy anh này khá trầm tính, ít nói. Thậm chí trong bữa ăn do cô mời, đối phương vẫn giữ thái độ kiệm lời dù cuối cùng anh là người trả tiền. Thời gian trôi qua, Tô Mỗ Huệ bước sang tuổi 23, anh Hà Mỗ Quân 24 tuổi. Cả hai đều phải đối mặt với áp lực từ gia đình về chuyện lập gia đình. Trước sức ép từ cha mẹ, cô muốn tìm một người bạn trai để tiến tới hôn nhân. Bất ngờ thay, anh Hà chủ động tìm đến và ngỏ lời nhờ cô giới thiệu bạn gái. Không bỏ lỡ cơ hội, cô Tôn đã ngỏ lời muốn trở thành bạn gái của anh. Hà Mỗ Quân đồng ý và không lâu sau, đám cưới của họ diễn ra dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình. Cuộc sống hôn nhân của họ diễn ra bình lặng, hai người không có tranh cãi nhưng nhìn chung không được hạnh phúc. Cô Tôn từng tâm sự với bạn bè rằng bản thân chưa từng được tận hưởng hạnh phúc của tuần trăng mật, thậm chí chồng của cô còn chưa một lần chủ động trong chuyện chăn gối. Hai năm sau, cô Tôn sinh con trai đầu lòng. Trong khi các ông bố khác vui mừng khi có con, chồng cô lại tỏ ra thờ ơ và thường xuyên lấy cớ ra ngoài vào ban đêm. Một tối nọ, sau khi Hà Mỗ Quân ra ngoài, một người bạn báo tin nhìn thấy chồng cô vào một khách sạn. Linh cảm của người vợ mách bảo cô rằng có chuyện không hay. Cô Tôn cùng bạn đến khách sạn để bắt gian. Tuy nhiên, cô hoàn toàn choáng váng khi người ở trong phòng với chồng không phải phụ nữ mà lại là một người đàn ông. Hà Mỗ Quân đã thừa nhận giới tính thật của mình và thú nhận rằng người đàn ông kia mới chính là bạn đời thực sự của anh ta. Người đàn ông kia cũng xác nhận mối quan hệ của họ. Quá đau đớn và phẫn uất, cô Tôn chỉ trích chồng và người tình của anh ta vì đã lừa dối cô, hủy hoại hạnh phúc gia đình cô. Sau khi phát hiện sự thật, cô đã đệ đơn ly hôn lên tòa án. Câu chuyện của Tôn Mỗ Huệ và Hà Mỗ Quân đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người lên án người chồng đã sai khi che giấu giới tính thật, lừa dối cô Tôn để kết hôn. Anh ta có quyền lựa chọn giới tính của mình, nhưng anh ta nên thẳng thắn với đối phương ngay từ đầu để cô ấy có quyền lựa chọn. Anh ta đã lừa dối vợ, gia đình hai bên và Tôn mới là người đáng thương nhất trong câu chuyện này, một cư dân mạng bình luận. Một số khác thì bênh vực người chồng, vì dù sao anh ta cũng đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha. Chuyên gia tâm lý Hồ nhận định, hôn nhân cần sự trung thực từ hai phía. Anh Hà có quyền tự do yêu đương, nhưng anh ta đã sai khi lừa dối cô Tôn để kết hôn. Ông Hồ khẳng định, trong trường hợp này, cô Tôn là người bị hại và Hà phải chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân này. Các chuyên gia về hôn nhân chỉ ra rằng sự chung thủy là điểm mấu chốt cơ bản của hôn nhân. Một khi một bên lừa dối và bị bên kia phát hiện, mối quan hệ hôn nhân có thể tan vỡ. Các nhà xã hội học chỉ ra rằng vì hành vi vượt quá giới hạn của hôn nhân sẽ không chỉ gây ra hàng loạt vấn đề trong gia đình mà còn có thể gây ra hàng loạt vấn đề xã hội. Do đó, việc lừa dối là một hành vi nguy hiểm và cần được loại bỏ. Sự tan vỡ của Tôn Mỗ Huệ và Hà Mỗ Quân là lời cảnh tỉnh cho những người trẻ tuổi khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Việc thấu hiểu, tôn trọng và trung thực với đối phương là nền tảng cho một cuộc hôn nhân bền vững.